Cô dâu 65 tuổi phải lòng trai trẻ 24 tuổi sau 2 năm kết hôn giờ ra sao? Sau 2 năm gây bão cõi mạng, cuộc sống của cặp đôi đũa lệt Nguyễn Thị Hoa và Isaac Uhrman khiến nhiều người tò mò. Đầu năm 2020, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin xuất hiện một cặp đôi đũa lệt đáng tuổi bà cháu. Cô dâu khi đó 65 tuổi tên Nguyễn Thị Hoa, người Đồng Nai, và chú rể 24 tuổi tên Isaac Uhrman, người Pakistan. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn lên tới 41 tuổi được xem là chuyện lạ. Câu chuyện tình sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng được dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng chú rể vì tiền nên mới yêu người đáng tuổi bà, yêu để đào mỏ chứ không hề có tình yêu nam nữ. Về phía bà Hoa, người phụ nữ này cũng đã trải qua hôn nhân và có tới 5 người con. Song bất ngờ ở tuổi xế chiều, tình yêu lại gõ cửa. Chính vì vậy, cuộc tình của cặp đôi đã từng nhận không ít gạch đá. Thậm chí có người còn độc miệng chờ xem cả hai sẽ hạnh phúc trong bao lâu. Có thể nói sự nổi tiếng bất chợt và sự quan tâm của cộng đồng mạng đã khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng đảo lộn. Thậm chí không ít những bình luận xăm soi đàm tiếu về chuyện tình đũa lệt của dân mạng khiến tình cảm hai vợ chồng gặp nhiều sóng gió. Khi ấy, cô dâu 65 tuổi đã vấp phải sự mỉa mai công kích của cộng đồng mạng khi một số đoạn livestream, vợ chồng cô dâu Thu Hoa tiết lộ chuyện cô thường xuyên bị chồng nước ngoài bạo hành, đối xử không tốt. Sau những lùm xùm ấy, bà Hoa và người chồng ngoại quốc dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Kênh YouTube của hai vợ chồng cũng hạn chế cập nhật về cuộc sống. Tưởng chừng như mối quan hệ ấy sẽ sớm nở tối tàn, chàng trai Pakistan sẽ sớm rời khỏi người vợ của mình để về nước hoặc bắt đầu mối tình mới. Nhưng không, ngày 27 tháng 11, một YouTuber đã tìm đến nhà của vợ chồng bà Hoa ở Đồng Nai để tìm hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng. Rất tiếc trong lần ghé thăm này không gặp được anh Johnny, thế nhưng bà Hoa cũng rất vui vẻ tâm sự về tình hình hai vợ chồng ở thời điểm hiện tại. Chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng sau 2 năm kết hôn, bà Hoa cho biết hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc. Cô ít lên YouTube vì nhiều người chửi bới, nói những điều tiêu cực nên ông ấy không cho lên. Ông nói, thôi để ông đi làm nuôi chứ đăng lên người ta chửi, bị nước ông biết được lại nghĩ ông không tốt. Họ cứ nghĩ ông ấy về nước rồi nhưng đâu có phải đâu. Theo chia sẻ của bà Hoa, thời điểm hiện tại anh Isaac Uhrman hay còn gọi là Johnny hiện đã tìm được công việc ở thành phố Hồ Chí Minh để có thêm kinh tế lo cho cuộc sống hai vợ chồng. Buổi tối thì anh ấy đi thông dịch cho nhà hàng, còn buổi sáng thì anh dạy tiếng Anh cho mấy đứa trẻ. Mỗi tuần chiều thứ bảy anh ấy về xong sáng thứ hai là lại đi làm sớm. Trước thông tin cho rằng chàng rể người Pakistan đến với người phụ nữ năm nay 67 tuổi chỉ vì vật chất, một lần nữa bà Hoa lên tiếng phủ nhận điều này. Mình đã chấp nhận lấy làm chồng rồi thì mình chấp nhận, họ qua đây thất nghiệp mấy tháng đầu thì mình nuôi họ. Vợ chồng mình nuôi thì tội nợ gì, nhưng tầm một năm mấy nay là chồng đưa tiền miết. Lễ 20 tháng 10 vừa rồi cũng đổi cho cô chiếc lắc 30 triệu, rồi sinh nhật ông cũng mua bánh từ Long Thành đem về làm sinh nhật luôn, có hai vợ chồng thôi. Chia sẻ về chuyện tình đũa lệt của mình, bà Hoa cũng có những nỗi niềm riêng, nhưng hiện tại vợ chồng bà đang rất hạnh phúc và bà mãn nguyện vì điều đó. Tuổi tác không phải là rào cản khiến cho hôn nhân của họ gặp nhiều khó khăn, nhưng bà Hoa phải thừa nhận rằng việc chênh lệch tuổi khiến họ khó có thể bên nhau đến trọn đời. Tuy nhiên vì quan điểm, mưa đến đâu mắt mặt đến đấy nên họ vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Bà Hoa chia sẻ, tôi không biết trước được là Johnny còn ở bên cạnh mình lâu dài không vì còn trẻ quá, nhưng duyên tới đâu thì mình chấp nhận tới đó thôi chứ mình không ép. Khi mà tình cảm nó rạn nứt, muốn đi bước nữa thì cô cũng chấp nhận thôi vì ông còn tương lai của ông nữa mà. Nhưng mà bây giờ hiện tượng đó nó chưa xảy ra, còn hạnh phúc ngày nào thì vui vẻ ngày đó.